Cha mẹ ơi, à, bây giờ con đếm thanh bao nhiêu nè mẹ ơi? Con đếm thanh long bao nhiêu hả con? Rồi rồi con đếm dạ. Đi. Con đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 miếng thanh long mẹ ơi. Giỏi, 6 miếng thanh long mẹ ơi. Rồi con ăn đi con. Đi ăn mà nó rất tiêu. Mẹ đang ăn mà nó rớt lên mấy cái đó luôn á, hả con? Cái đây là ba mẹ của cái trai con, cái đây là ăn ba mẹ của cái trai luôn. Cái đây là ba mẹ của cái đây, còn cái đây là ông bà ngoại của cái đây luôn. Bữa nay con ăn thanh long gì đây? Thanh long trắng. À giỏi, thanh long trắng. Ngoài thanh long trắng thì con nhìn thấy thanh long gì nữa? Hôm trước thì sao? Con thấy đây là đi hả? Cái gì nó dính thôi. Hôm trước con thấy thanh long gì? Ngoài thanh long trắng thì con còn thấy thanh long gì nữa? Con trả lời mẹ nè. Cái vỏ đó con. Cái vỏ lúc nãy cắt á. Con ơi, trả lời mẹ. Vỏ lúc nãy cắt có dính trong tay mẹ không à? Dính trong tay. Cái vỏ lúc nãy cắt có dính trên tay mẹ không mà nó dính trên đây. Chắc là có dính tí xíu á. Bây giờ mẹ hỏi con nè, ngoài thanh long trắng ra thì còn có thanh long gì mà con đã nhìn thấy rồi? Thanh long gì? Thanh long đỏ. À, thanh long đỏ, giỏi lắm con gái. Rồi con ăn đi. Con lấy con trắng, con đừng có dầm, dầm nó chạy, nó rớt mất á. Đừng có để dành, ăn rồi mẹ cho ăn cái khác nữa. Thường quá, ăn cái gì mẹ cũng dành. Mẹ ăn cái hộp mà, hình ảnh mẹ hỏi mà sẵn thích rồi, mẹ xin mẹ nói được, chứ mẹ ăn cái hộp mà. À, giờ mẹ hỏi lại mẹ đi. Dạ. Mẹ hỏi lại mẹ đi. Dạ. Dạ mẹ ơi, con ăn cái hộp được không mẹ ơi? Giỏi, dạ mẹ ơi, dạ con ăn cái hộp được không mẹ ơi? Được đó con, hộp thanh long ăn được. Ăn mà nó cũng dính trên đây không biết à. Con cái tay mẹ nó muốn dính cái tay mẹ ta nè. Ủa cái tay mẹ nó dính cái hộp á. Ở trên mũi con cũng có một cái hộp thanh long lên đó. Rồi ngay cái má cũng có cái hộp thanh long luôn. Ba hộp. À, ba hộp luôn hả? Trên mũi có một hộp, còn chỗ má có mấy hộp? Hết không? Chỗ má có mấy hộp? Hết rồi, xong rồi đó. Cái má sạch rồi đó, mũi cũng sạch luôn. Thôi con tập trung con ăn đi. Có hộp mà sao ăn được? Có hộp mà sao ăn được? Rồi xong chưa? Xong chưa con? Cũng đến quá hẳn rồi. Thôi đưa cho mẹ, đưa đây. Làm gì mà. Ôi, có mấy cái hộp một quần chắc tới tối quá. Đưa đi cho mẹ. Thôi mẹ làm được. À thôi mẹ làm được. Mẹ để lên đây nè, mẹ đi bỏ cho. Để lên đây nè. Đây bên cái tay mẹ. À. Rồi, giỏi. Xong rồi á. Xong rồi á. Giỏi quá con gái. Con có muốn thanh long bị rớt không? Dạ không. Dạ không. Ăn đắng nó hẳn bị rớt mà cái hộp là nó bị rớt. À, dạ không. Thanh long trắng nó không bị rớt mà cái hộp là nó bị rớt. Rớt sàn còn
với họ là đặt trên cái mũi. À. Còn đây nữa nè. Thanh long trắng rớt dưới sàn, còn cái hột là rớt trên đây cái mũi. Đây nữa nè. Còn đây nữa nè, đây nữa nè. Nhiều quá đi ơi. Nhiều quá đi ta ơi. Sao con thấy sao? Ngon quá. Ngon quá. Con có thích không? Có. Dạ có. Tại sao con thích hả con? Tại sao con thích? Dạ thanh long ngon con thích mẹ ơi. À, dạ thanh long ngon con thích mẹ ơi. Giỏi quá. Bà ngoại mua thanh long đỏ, còn ba nhã mua thanh long trắng. Giỏi, bà ngoại mua thanh long đỏ, còn ba nhã mua thanh long trắng. Giỏi quá. Bà ngoại á tiền của bà với ngoại á tiền của bà sao bà với ngoại đi mua thanh long vuông. À. Thanh long gì bỉnh nào bỉnh nè. Ừ. Bà với ngoại lấy tiền của bà đi mua thanh long cho Mỹ ăn ha. Ừ. Dạ con cảm ơn bà với ngoại, con yêu ba với ngoại. Ồ, dạ con cảm ơn bà với ngoại, dạ con yêu ba với ngoại. Ngoại mua thanh long cho con là bằng tiền của ngoại đó. Bà đâu có đưa tiền cho ngoại đâu. Ngoại bên ngoại nói với Mỹ là ngoại hết tiền rồi. Ừ, hôm bữa đó bà ngoại quay phim đó, bà ngoại nói với Mỹ là bà ngoại hết tiền rồi. Thì lúc đó bà ngoại hết tiền, sau đó bà ngoại kiếm tiền được rồi, bà ngoại có thêm tiền, bà ngoại mua thanh long cho con ăn. Rồi con ăn nữa đi. Lúc đó bà ngoại quay phim, bà ngoại nói chuyện với con vậy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bà ngoại quay phim, bà ngoại nói bà ngoại hết tiền. Để con gọi điện cho ba. Bat. Ok. The bat. I use this bat to hit this ball. Ok. Is it a baseball? No. No. Yes. Yes. Okay, good. What color is this baseball? Red. Red. Good. Rồi con ăn nữa đi. Ủa, em đó trắng đòi em gọi ướp ẩm kìa. Ờ, em cho trắng nó đòi em cà rốt ẩm kìa. Con ăn xong đi rồi con tới chơi với các em. Đâu có đưa đâu mà Mỹ đâu có đưa được đâu mà ẩm em bên rồi em cởi ốp ẩm được. Mỹ đâu có vô đâu, được đâu mà ẩm em chơi. Em có nắm tay em cởi ốp nhảy á. À, em chó muốn nắm tay em cà rốt nhảy đó. Rồi rồi ăn nhanh đi rồi nắm tay em nhảy. Mẹ lấy cho. Nhanh. Đó em gọi ướp em gọi ra đây mẹ nắm tay em. Ờ rồi. Một tay em đó nắm tay em gọi ướp. Còn một tay mẹ em gọi ướp với em đó thì nắm tay một cái nữ luôn. Ờ rồi mẹ hiểu rồi. Một tay em có hai em đó. Hai em có hai em đi đây. Rồi được. Em có em gọi ốc ngồi đây nè. Rồi được. Mẹ ngồi xong rồi để em gọi ốc ngồi bên đó. Còn em đó ngồi bên đây. Rồi được. Rồi ăn đi, ăn xong rồi tính tiếp. Cái ốc mẹ nó dính cái trần vậy. Nó có gì khó quá đi. Mẹ ăn à, mẹ cắn ra đi. Nó có bạn với em đi nè.
Rồi mới ăn gần xong rồi đó. Thì có rồi ngày xong rồi đó. Cái hàng cá miếng có hộp là ngày xong rồi đó. Mấy ăn mấy hay để dành lắm. Mấy ăn mấy sợ hết. Đó bây giờ mấy ăn đó. Mấy quyết tâm mấy ăn xong đó, mấy không để dành nữa đó. Ăn cái gì cũng sợ hết rồi để dành hoài. Thương ha. Thương em ha. Rồi con ăn xong con chào mọi người đi. Em đói rồi. Em còn lúc rồi mẹ ý ba nhã rồi nè. Đúng rồi, ai cũng là mình gọi chung là mọi người đó con. Bây giờ con chào đi. Dạ. Dạ con. Nhanh nhanh nhanh, nhanh con. Quay phim xong rồi nè. 26 tháng 8 2022. Rồi con giơ tay lên. Dạ. Tay đâu? Rồi rồi, để đó đi. Cái hộp thanh long á, cái hộp thanh long mất thời gian ghê luôn á. Đó, bây giờ đi nhét cái hộp thanh long vô. Nè con chào mọi người đi. Nè con nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ cười nè, nhanh. Mẹ con chào mọi người. Giỏi, giỏi. Dạ con chào mọi người, dạ con yêu mọi người. Mì gió. Dạ em đó, em gửi ra ta mẹ nó. Ừ rồi rồi.